Chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube 87 Vlog LC của mình. Mọi người xem video thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người. Nhớ lấy bỉm sữa con nhé. Thương hiệu gì không? Có vấn tin thương hiệu dầu tỏi kia. Ai bảo? Con Tâm nó đăng ký thương hiệu độc quyền Đông Hoàng thì mẹ dám bảo không được. Nó là cả của công ty của nó Đông Hoàng. Ví dụ cái cốc này cũng là của cái bọn ấy, cái thương hiệu sữa này. Tất nhiên là sữa nổi tiếng rồi. Đấy, trên YouTube đấy. Trọng có nó có nổi trên YouTube đó, như con vo hôm nào thức làm hoa chuối. Con vo nó quá thương hiệu. Đăng lên thì cũng được thôi nhưng nó hạn chế kiếm tiền. Không tốn bao nhiêu tiền mà nhiều người xem vãi. Mình phải làm phải ăn cả thế giới.
hay cha dai nhỉ. Thiếu gì ấy? Dai thì mình có to. Chúng thơm mấy. Qua được bao nhiêu con nhỉ? 20 con. Kéo được 20 con. Gần 20 con là to rồi. Cái gì? Ôi, ăn bát mà no đấy. Ăn xôi ăn à? Đúng rồi. Đang ăn một lần xôi. Đi ra đi ạ. À.